Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 19 tháng 5 trên kênh VTB Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, dưới tác động của khối không khí lạnh, dự báo trong đêm nay, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời không mưa. Sang ngày mai, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu, miền Bắc có nắng nhẹ về trưa và chiều, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cũng tăng chậm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống ở miền Trung, trong ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm. Miền Trung trời chuyển nắng, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có nắng muộn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ tăng được lên mức từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn dao động từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời trong ngày mai cũng như 3 ngày tới có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt từ 32 đến 33 độ. Về chiều tối, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh, gây mưa rào và dông nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên cũng có mưa rào và dông ở mức rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh.